phải hóa mấy đốt sống cổ, mấy đốt sống lưng, toàn thân là thấy đau, là đi đi là đau lưng, rồi là đau mỏi gối, thì ù tai, người suy nhược mỏi đốt cổ biến chứng, bị suy nhược chân tay là nhược cơ, mệt mỏi, làm cái gì cũng là thấy mệt, tưởng tượng như không làm nổi, quét cái nhà cũng đau cứng lưng cả, sách cái ấm nước cũng không nổi, chân tay cứ mệt mỏi rời lại chân tay ra. Tôi là đi khám bệnh nhà nước trong bảo hiểm, rồi lấy thuốc về uống cũng không chuyển, nhưng mà đi lấy thuốc ai bảo đâu đấy, tôi cũng đi các nơi bên chị em giới thiệu đâu rồi tôi đi lấy mà uống thuốc cũng chẳng chuyển. Tôi mới nghe cái cháu nói là công ty VQA là có dưỡng cốt, chữa xương khớp, chữa các bệnh như là mệt mỏi suy nhược cơ thể. Tôi cũng là đi nghe cháu lấy thời gian mấy tháng uống đầu tiên cũng chưa chuyển, cũng nghe cháu cô có lấy uống thêm vài tháng là chuyển, thì tôi cũng nghe cháu, tôi uống thêm mấy tháng nữa thì người cũng chuyển, bây giờ trong cơ thể thấy khỏe mạnh, người đã làm không thấy mệt mỏi, cổ mấy đốt sống cổ mấy đốt sống lưng là cũng là được khỏe mạnh, đi lại là nhanh nhẹn, không đau đớn dứt xương cốt. Bây giờ tôi cũng là cháu cũng nghe nghe cháu nói là uống thêm mấy tháng nữa cho nó khỏe hẳn, tôi cũng uống thêm mấy tháng để cho nó khỏe hẳn, bình phục cho cơ thể nó khỏe mạnh. Tôi xin là cảm ơn công ty BPA đã giúp cho tôi được tinh thần trong cơ thể được khỏe mạnh, trí nhớ cũng thông minh lên, mà các xương cốt trong cơ thể là nó khỏe mạnh, không đau đớn trong cơ thể nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn công ty VPA. Tôi tên tôi là Nguyễn Thị Nành, 75 tuổi, ở xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tôi đã bị đau xương khớp 12 năm, nhưng tôi được chữa đông y tây y kết hợp nhưng không khỏi, cứ uống thuốc vào thì nó đỡ đau nhưng hết hơi thuốc nó lại đau lên. May mắn gặp được dược sĩ tư vấn uống thuốc dưỡng cốt và của công ty PQA, nên đến nay tôi đã uống đủ 3 tháng đã khỏi, tôi đã khỏi hoàn toàn. Tôi xin cảm ơn. Hầu hết những người lớn tuổi đều gặp phải các vấn đề về xương khớp như đau nhức xương khớp, chân tay đau mỏi tê buồn, phong tê thấp, đau lưng mỏi gối, đau thần kinh, đau đầu và đau vai gáy. Theo đông y thì nguyên nhân của các bệnh về xương khớp là do các yếu tố phong hàn thấp xâm phạm đến kinh cơ lạc khớp gây tắc nghẽn, làm cho sự vận hành của khí huyết bị cản trở gây nên sưng đau và tê mỏi. Vì vậy, để chữa bệnh hiệu quả tận gốc thì cần phải sử dụng các phương pháp làm lưu thông khí huyết, đẩy các yếu tố phong hàn thấp ra ngoài và bồi bổ các gân cơ để giúp cho kinh lạc được ổn định, lưu thông được khí huyết. Điều trị bệnh lý về xương khớp là một quá trình lâu dài, vì vậy nếu không điều trị đúng cách, đặc biệt là đối với các bệnh nhân có xu hướng lạm dụng các loại thuốc kháng sinh, giảm đau liên tục một cách thiếu kiểm soát thì sẽ dẫn đến hiệu quả nghiêm trọng như hội chứng phù mặt, cổ do thuốc, hội chứng dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa và thậm chí là tử vong. Hiện nay, điều trị bệnh xương khớp bằng thuốc đông y dưỡng cốt BQA đang là phương pháp được các bác sĩ chuyên khoa cũng như là các chuyên gia hàng đầu về xương khớp đánh giá cao cả về công dụng và tính an toàn. BQA dưỡng cốt với các thành phần dược liệu được nghiên cứu và chọn lọc có tác dụng điều trị tận gốc các bệnh về xương khớp theo cơ chế khu phong tán hàn, tức là dồn phong hàn lại một chỗ rồi đẩy ra ngoài, ôn thông kinh lạc, tức là ổn định sự vận hành của khí huyết, bồi bổ khí huyết, thư giãn gân cơ. Cơ chế điều trị bệnh xương khớp của sản phẩm dưỡng cốt BQA được thạc sĩ bác sĩ Phúc Hưng, Học viện Quân y viết và in trên báo Đời Sống Sức Khỏe. Thành phần dược liệu của dưỡng cốt BQA gồm có nhiều dược liệu quý như ma hoàng có tác dụng phát tán phong hàn lợi thủy,
Đại táo có tác dụng bổ trung ích khí, dưỡng huyết an thần. Sinh hương có tác dụng ôn trung, tán hàn, ôn thông kinh mạch, táo thấp. Cát cân có tác dụng giải cơ, thoát nhiệt, sinh tân. Bạch thược có tác dụng bổ huyết, dưỡng tâm, bình can, chỉ thống. Cam thảo có tác dụng kiện tỳ, giải độc, điều hòa vị thuốc. Tôi tên là Nguyễn Thị Thái Hòa, nhà thì ở 127 Ngũ Khuyến, Văn Miếu, Hà Nội. Mấy năm trước đây thì tôi bị bệnh khớp là rất là nhiều, thế phải đi hết các bệnh viện nọ, bệnh viện kia để chữa. Mà toàn chữa là chữa thuốc Tây y thôi. Thế đến lúc một thời gian không thấy đỡ, nó cũng đỡ xong, lúc rồi tưởng đỡ xong nó lại không, lại bị lại. Thế sau đó thì tôi xem trên Internet, thế rồi tôi thấy cái báo sức khỏe, thì người ta có nói về vấn đề, tức là cái công ty dược PQA này nó có cái sản phẩm, tức là đông y, tức là nó dùng không phải bằng, tức là dùng bằng thảo dược ấy. Thế tôi uống trong độ khoảng từ 2 đến 3 tháng, thì coi như hết hẳn cái đau khớp đó. Hiện nay, sản phẩm dưỡng cốt của công ty cổ phần dược phẩm PQA đang được bày bán rộng rãi trên khắp cả nước và đều nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người tiêu dùng. Dược sĩ Nguyễn Thị Hoa, chủ hiệu thuốc Hoa Hưng Đông Anh Hà Nội cho biết. Trong quầy tôi đang bán là hiện tại là nhà tôi đang bán cái sản phẩm dưỡng cốt PQA là bán chạy nhất. Bởi vì là thành phần trong đây là hoàn toàn từ thảo dược như là cát căn, sinh hương, quế chi, ma hoàng, bạch thược. Có tác dụng là bồi bổ khí huyết này, khu phong tán hàn, giảm đau xương khớp, giúp giảm đau thần kinh tọa, phong thấp, đau lưng. Dùng được cho người phong thấp này, đau lưng mỏi gối, đau đầu, đau vai gáy. Mỗi đợt mình nên sử dụng là từ 1 đến 2 tháng. Dùng được cho cả người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.